Những câu đố IQ vô cực phần 1. Câu số 1. Nếu dịch ra chữ thì câu này có nghĩa là gì? Trả lời: dù sao chăng nữa, anh vẫn yêu em. Câu số 2. Hình dưới đây có bao nhiêu mặt? Đáp án: có tất cả 10 mặt. Số 3. Bạn An sinh ngày 29 tháng 2, vậy mấy năm sau bạn ấy mới gặp đúng ngày sinh nhật của mình? Trả lời: 4 năm sau. Câu số 4. Át cơ 5 tép 9 rô 10 rô, át bích, 5 cơ, 3 cơ, 8 tép. Theo bạn, lá bài nào còn thiếu ở dấu chấm hỏi là phù hợp? Trả lời: ta nhận thấy tổng góc quân bài của hàng 1 là 15. Tổng các quân bài của hàng 2 là 16. Tổng các quân bài của hàng 3 là 17. Và quân bài còn thiếu là 6 tép. Câu số 5. Bạn hãy chọn 3 quả bóng, sao cho tổng của chúng bằng 20. Trả lời: bạn hãy xem đáp án nhé. Câu số 6. Tìm hình phù hợp còn thiếu cho vào dấu chấm hỏi. Trả lời là hình số 5, vì ghép hình số 1 và hình số 2 theo chiều dọc sẽ là hình số 3. Câu số 7. Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại, ta có lựa chọn sau: A. Viết, B. Nói, C. Suy nghĩ, D. Gọi. Đáp án là phương án C, suy nghĩ. Câu số 8. Tìm cân nặng của mỗi loại quả sau. Biết rằng tổng khối lượng của chúng là 24 kg, và bỏ qua khối lượng của các thanh đòn. Chúng ta hãy xem đáp án sau đây nhé. Câu số 9. Hình nào thích hợp nhất để điền vào dấu chấm hỏi? Hình B,
vì các chấm màu xanh có giá trị tăng dần. Câu số 10. Những khối lập phương có thể được thực hiện bằng hình gấp nào sau đây? Trả lời là hình C. Câu số 11. Tìm các giá trị của A, B, C và D sao cho hợp lý nhất. Câu trả lời là A bằng 3, B bằng 4, C bằng 9 và D bằng 3. Câu số 12. Đố các bạn biết đây là con gì? Là con tê giác. Câu số 13. Tính mở ngoặc tròn cộng tròn đóng ngoặc nhân sao chia vuông bằng hỏi chấm. Trả lời: tròn bằng 30, sao bằng 20, vuông bằng 15, suy ra kết quả bằng 80. Câu số 14. Tìm kết quả của phép tính sau. Kết quả của mình là 9, vậy kết quả của bạn là bao nhiêu? Hãy cho đáp án ở dưới video này nhé. Câu số 15. Hãy di chuyển một que diêm để có kết quả đúng. Các bạn hãy xem kết quả sau. Câu 16. Hình vuông nào phù hợp nhất để thay cho vị trí dấu hỏi? Đáp án là hình E. Chúng ta hãy quan sát kỹ hơn nhé. Câu 17. Số nào sẽ điền vào dấu hỏi chấm? Đáp án là số 25, vì 5 mũ 2 bằng 25. Câu 18. Con cua nào về đích trước, cua xanh hay cua đỏ? Đáp án là cua xanh, vì cua đỏ đã nấu chín rồi. Câu 19. Ta có các đối tượng sau: khăn tắm, bồn tắm, tủ quần áo. Bạn hãy tìm ra quy luật giữa các đối tượng để điền vào dấu hỏi chấm. Ta có các phương án sau: cái chảo, mũ, giường ngủ và con hổ. Trả lời là giường ngủ, vì khăn tắm và bồn tắm cùng trong phòng tắm, tủ và giường cùng nằm trong phòng ngủ. Câu số 20. Đây là tên một tỉnh của Việt Nam, tỉnh nào vậy?
hãy cho đáp án của bạn ở dưới video này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem.